Anh nhóm, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang Hồng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của series giúp các bạn đọc tên idol K-pop chuẩn như người Hàn. Trong tập này mình đã chọn lọc ra các nhóm của SM, cho nên là đặc biệt những bạn nào là SM stan á thì sẽ rất rất là thích vlog này đó nha. Nếu mà chúng ta nhìn vào K-pop hiện tại nó đang vươn mình ra thế giới, chúng ta không thể nào mà không nhắc đến những nhóm đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự thành công K-pop ngày hôm nay. Và một trong những nhóm đó chính là SNSD. Nhóm này chúng ta không mới đọc tên như vậy đâu nha. Một là các bạn có thể đọc là Girl Generation hoặc là đọc theo kiểu người Hàn. So, Nyo, Si, De, So, Nyo, Si, De là tên mà người Hàn dùng để gọi Girl Generation. Và So, Nyo, Si, De nghĩa là gì? Cũng y như tên tiếng Anh của nó. So là thiếu, Nyo là nữ, Si là thời và D là đại. Thiếu nữ thời đại không phải, thời đại của những cô gái, đó là Girl Generation. Trong nhóm có tổng cộng 9 người thì ngoài 3 thành viên dùng tên tiếng Anh là Sunny, Tiffany và Jessica ra đấy thì mình không cần phải hướng dẫn tên cho các bạn nữa ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những thành viên của SNSD, alo, Sonyeo Side nhé các bạn. Let's go. Kim Taeyeon. T, trong chữ T này các bạn phải đọc bực hơi lên là T. T các bạn nhé, đọc là Kim Taeyeon. Kim Taeyeon. Vocal của Kim Taeyeon đúng đỉnh luôn, đúng không các bạn? Tiếp theo sẽ là máy nhảy của SNSD, Sonyeo Side, đó chính là Hyoyeon. Hyoyeon. No no. Hyoyeon. Hyoyeon. Thành viên tiếp theo Soyeon. No. Suyeon. Suyeon. Choi Suyeon. Choi Suyeon. Đừng có đọc là Choi Suyeon nhé các bạn. Yun A. Yuna. No no. Yuna. Yuna. Im Yuna. Im Yuna. Mấy đứa bạn Hàn Quốc của mình nó đến tận bây giờ vẫn coi Yuna như một cái biểu tượng nhan sắc của Hàn Quốc đó các bạn. Và các bạn phải công nhận là Yuna rất là đẹp đúng không? Kwon Yuri. Kwon Yuri. Kwon Yuri. Thành viên cuối cùng đó chính là Seohyun. Nghe ghê quá trời luôn á. Không có vậy nha. Đọc là Seohyun. Seohyun. Hồi đó ai mà không có nghe nhạc của Sonyeo Side quả thật là rất là quê mùa luôn đó. Đặc biệt là cái hồi đó Sonyeo Side Girl Generation đó với 2NE1 quánh nhau. Nhầm, hai fan club quánh nhau y xèo trong mấy bảng xếp hạng. Kiểu như là mình là fan Thảo Mai á, đứng bên ngoài nhìn hai cái fan club quánh lộn nhìn cũng vui ghê. Nhưng mà phải công nhận là cái hồi đó là một những cái thời huy hoàng nhất của Sonyeo Side và đặc biệt là các bạn xóm á. Và cũng có một khoảng thời gian trước khi mình qua Hàn Quốc á, mình đi làm cho một cái công ty Tiny, khu trung tâm Tiny đó, thì mình vừa lau nước đá cho mấy đứa con nít nè, mình vừa quét nhà mà cái bạn này nó hình như là bạn là fan của Sonyeo Side đó, ngày nào cũng bật cái bài Tell me why mommy mommy sao cứ hình từ lippy bài Lion Heart, đúng rồi, bài Lion Heart, ngày nào cũng bật cái bài thôi cho mình nghe, mình thuộc lòng và mình ghiền luôn cái bài đó. Và rất là may mắn cái đợt đó mình vừa mới qua Hàn Quốc đi du học xong thì mình nhận được một cái vé miễn phí đi xem concert BOF, gặp SNSD, Sonyeo Side ngay trong cái concert luôn. Cái cảm giác các bạn biết không, rất là vui sướng, kiểu như á là trời ơi, mình đã nghe danh rất là lâu rồi mà cuối cùng được chứng kiến chứng mắt. Và các bạn biết không, ở ngoài đời nha, rất là đẹp gái, rất là xinh gái luôn, đẹp chân dài nha các bạn. Trời ơi, kiểu như ai cũng chân dài cũng đẹp hết. Và đặc biệt một điều là SNSD live rất là đỉnh luôn, đỉnh cực kỳ luôn các bạn, như là nuốt mic luôn các bạn. Cho đến bây giờ mình nghĩ là có nhiều nhóm K-pop hiện tại muốn có cái độ live đồng đều như SNSD á thì thật sự rất là khó. Nhưng mà các bạn biết một điều là gì không? Cái hồi đó là đang cái đợt mà bùng nổ cái scandal của Tiffany á, mà người Hàn nó chém mất giải lắm các bạn ơi, netizen Hàn quá trời ơi. Sonyeo Side bị xếp ở giữa diễn trước một vài nhóm hậu bối luôn. Và cái sự ủng hộ của người Hàn đó, ngoại trừ các bạn fan của SNSD ra đấy, thì còn lại trời ơi, người ta im reng. Lúc đó kiểu như mình tức á, mình tức ở đời tức, mình muốn trời tới từng chỗ mấy đứa mà kiểu như lạnh nhạt thờ ơ với SNSD, đáng tán cho một cái cho tỉnh ra. Và cho dù mình thấy là netizen, đặc biệt là các bạn fan trong ngày hôm đó đó, khá là thờ đi chăng nữa, nhưng mà các chị vẫn like rất là đỉnh, vẫn trình diễn một màn trình diễn rất là tuyệt vời, ấn tượng với mình đến tận bây giờ luôn. Nếu mà nhắc tới K-pop không thể nào không nhắc đến Sonyeo Side của chúng ta rồi đúng không? Ok. Sau đây sẽ là một nhóm mà khi mà nhắc tên tới bọn trai Hàn, trời ơi, nó rất là cuồng luôn các bạn. Đó chính là Red Velvet.
Và lý do tại sao thì mình sẽ kể cho các bạn nghe ở đằng cuối nha. Nhưng mà các bạn nhớ một điều nè, người Hàn không có ai đọc là Red Velvet đâu các bạn ơi. Người ta sẽ đọc là Letter Velvet. Letter Velvet. Thành viên đầu tiên sẽ là Irene. Irene. No. Irene. Irene. Seoki. Suki. Suki. Các bạn nhớ kỹ sư, các bạn phải đọc cong lưỡi lên. Sư. Sư. Kỳ. Ok. Thành viên thứ ba sẽ là Wendy. Wendy. Cái tên này đọc thế nào cũng dễ thôi, thường đa số người Hàn cũng đọc là Wendy. Wendy. Joy. Joy. No no. Joy. 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 Yeri. Ok, tên này cũng không khó lắm, các bạn chỉ cần đọc là Yeri. Yeri. Các bạn có biết không, ở Hàn Quốc á, bọn trai Hàn rất là cuồng Red Velvet. Kiểu như cái phong cách của nhóm là không phải kiểu như cute, dễ thương hay là sexy hay là gì hết, mà phong cách rất là độc lạ. Cho nên cái phong cách này, trời ơi, tụi trai Hàn Quốc rất là cuồng luôn. Và đặc biệt mình có thằng bạn nha các bạn, mỗi lần mà tới Lê Hồ Trường á, nó kêu là trời ơi ước gì Red Velvet về trường, ước gì Red Velvet về trường. Có một lần mình đi ngang trên đường đó, thì lúc đó đang có lễ hội trường, thì có mời một nhóm nữ khác về trường mình. Thì cái đám bọn trai Hàn nó lại nói chuyện với nhau như thế này nè, nó kêu là trời ơi sao mời nhóm nó về chí ta, tao tao muốn Red Velvet về cơ. Kiểu như mình cũng không hiểu tại sao, mình không phải là con trai Hàn cho mình không biết được cảm giác như thế nào. Nhưng mà đối với tụi trai Hàn á, Red Velvet kiểu như là một cái gì đó mà tụi rất là cuồng, rất là thích trong những nhóm nữ luôn đó các bạn. Trường hợp của mình thì mình cũng có được gặp Red Velvet một lần, nhưng mà đó là cái lần mình xem concert chung của nhiều nhóm với nhau. Thì cái lần đó thì mình rất tiếc là mình ngồi ở xa cho nên mình không được thấy rõ được Red Velvet như thế nào. Mặc dù là ở xa như vậy nhưng mình có thể thấy là trời ơi live siêu đỉnh, vừa live vừa nhảy vừa hát, trời ơi nói chung là nghe bá cháy bò chét luôn các bạn ơi. Thì cũng có một lần rất là may mắn, đó là lần mà mình đi quay cho một cái vlog cho một công ty giải trí. Thì cái đợt đó mình vô tình nha các bạn nha, vô tình lắm các bạn, mình gặp Joy ngoài đời. Kiểu như là mình không phải là fan cho nên á, khi mình lướt qua lần đầu thì mình lại kêu nhìn chị này quen quen ta. Kiểu như mình đi ngang qua vậy đó các bạn, mình không có biết là ai hết, nhưng mình cảm nhận trong lòng là trời ơi sao đẹp dữ vậy ta, cao nữa, có khi còn cao hơn mình nữa. Mình kêu trời ơi đẹp quá, đẹp dữ vậy ta, chắc là ca sĩ hay gì đó. Xong đi một hồi, xong ông quản lý đi chung với mình, ông mới nói chuyện với mình kêu là ôi Red Velvet đó, Joy trong Red Velvet. Ôi vậy luôn á hả, hết hồn luôn. Mà rất là tiếc lần đó mình có không có xin chụp được tấm hình hay là chụp lén một cái để mà đăng lên cho các bạn xem nữa. Nhưng mà các bạn ơi, ở ngoài đời nhìn rất là đẹp gái luôn, và cái nét đẹp kiểu như là quấn rũ mà nhìn rất là sang chảnh luôn các bạn, không có từ nào mà diễn tả được. Sau này mình hy vọng là sẽ có nhiều cơ hội để gặp Red Velvet và sẽ kể cho các bạn nghe nhiều câu chuyện về nhóm hơn nha. Bum 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 bum. Ok. Và tiếp theo đây sẽ là một cái nhóm mà mình cực kỳ thích, và đặc biệt rất là thích cái vũ đạo của nhóm này, đó chính là nhóm EXO. Đó chính là EXO của chúng ta. Và khi đọc tên nhóm thì các bạn đừng đọc là EXO, mà các bạn chỉ cần đọc là EXO thôi là được nha. Đầu tiên với ông anh lớn tuổi nhất nhưng mà cái mặt lại baby cute bún ra sữa nhất, đó chính là Siumin. Đúng rồi đó, tên Siumin đọc sao ghi vậy thôi. Nhưng mà tên cúng cơm của Siumin đó chính là Kim Min Seok. No no. Kim Min Seok. Kim Min Seok. Tiếp theo là một thành viên mà các bạn hay khen mình giống với thành viên này. Mình rất là cảm ơn các bạn, nhưng mà mình thấy hai đứa mình giống nhau thiệt, khác mỗi cái mặt à. Đó chính là Suho. Suho. Tên thiệt của Suho đó chính là Kim Jun Myeon. Kim Jun Myeon. Cảm ơn các bạn vì đã khen mình, nhưng mà tế mình thấy là Suho đẹp trai mình chắc gấp 10 lần luôn đó. Thành viên tiếp theo, Lay. Dono. Lay. Lay. Ông này có còn hoạt động trong EXO nữa không vậy mấy bạn? Hoàng tử nhạc phim Chen. Nhưng các bạn phải đọc chữ Chen này bật hơi một chút xíu sẽ ra là Chen. Chen. Tên thật là Kim Jong Dae. No. Kim Jong Dae. Kim Jong Dae. Anh mà mình cảm thấy đẹp trai và đàn ông nhất nhóm chính là Chan Yeol. Chan Yeol. Rất là khó đọc đúng không? Hồi đó mình rất là thích nhưng mình cũng chẳng biết phải đọc sao. Tên này các bạn chỉ cần đọc là Chan Yeol. Chan Yeol. Các bạn phải đá N lên nha, thành là Chan Yeol. Chan Yeol. Mình rất thích cái bạn này từ lúc xem bạn ấy đóng phim It's Okay That Love, đó chính là Tio. Tên thiệt sẽ là Kyung So. No no. Kyung Su. Kyung Su. Máy nhảy của nhóm Kai.
các bạn phải đọc bật hơi lên Kai, và tên thiệt là Kim Jong In. Kim Jong In, Kim Jong In. Anh này thì hồi đó mình có quen một con bé fan EXO gọi anh ấy là Hương Mắm, nghe vô duyên ghê luôn đó. Nhưng mà không sao, đẹp trai là được rồi. A Se Hun, no, O Se Hun, O Se Hun. Cái anh này các bạn, mặc dù hồi đầu mình cũng không có quan tâm nhiều lắm đâu, nhưng mà cứ coi nhiều cái hình mà anh này chụp cho mấy bìa tạp chí á, trời ơi, ghiền ghê luôn các bạn ơi, đẹp trai cực kỳ luôn. Xong rồi cái bị ghiền anh này lúc nào cũng chẳng hay luôn á. Hồi đó mình hay đọc là Baekhyun lắm, nhưng mà không phải được đọc như vậy đâu nha. Các bạn phải đọc là Byun Baekhyun. Các bạn phải nối chữ K lên thành là Byun Baekhyun, Kyun Baekhyun. Và hồi đó đó tôi ship ông này với Chan Yeol dữ lắm. Hy vọng là hồi đó hai người đó cưới nhau đi, sau này lớn lên á rồi mới suy nghĩ rằng lại là sao người đó không cưới nhau thiệt ta. Kể về chuyện mà tôi đi gặp Baekhyun, á lộn, gặp EXO đó, thì tôi gặp đến tận 2 lần rồi nha, mình gặp 2 lần luôn đó các bạn. Lần đầu tiên mình gặp đó là cái lần mà mình đi concert của BOF, lại là BOF nữa. Thì cái vé này trường mình phát miễn phí cho khoảng 10 bạn đầu tiên đến nhanh nhất sẽ được lấy cái vé đó, và mình chạy nhanh thiệt là nhanh, mình lấy được cái vé đó. Đó là cái vé hàng ghế đứng, ngay sát cái sân khấu luôn. Và cái hôm đó đó, thiết kế mình không cầm máy chụp hình xịn theo chụp đường, mình chỉ cầm cái điện thoại dỗm dỗm cùi cùi rồi đó thôi, và chụp không có được rõ nét lắm, các bạn xem ở dưới nha. Cái đợt đó, đó mình cứ nghĩ là EXO nổi tiếng chứ không biết pha như thế nào hết. Nhưng mà cho đến khi mình đứng ở dưới hàng ghế sân khấu, mình ngồi coi fan của Vũ, trời ơi, fan cha lấn át cả tiếng hát của ca sĩ luôn, nghe đã, thiệt là đã. Âm nhịp, đặc biệt là mấy cái bạn fan mà cầm mấy cái Eribon lên đó, trời cổ vũ, trời ơi, nhìn mà thấy đã gì đâu, rất là xịn sò luôn đó các bạn. Và EXO, trời ơi, nhìn ở ngoài các bạn thấy biết không, kiểu như là cái ghế đứng đây nè, đây là cái bục cao đúng không, mình chỉ cần đứng lên nhìn lên thấy cái mặt gì luôn các bạn. Trời ơi, eye contact mấy lần luôn đó. Hát live giọng đỉnh thì thôi rồi luôn, nhảy còn siêu đẹp nữa. Và có một lần mà chuẩn bị cái kết thúc encore á, thì các nhóm đi vào bên trong thì EXO đi vào cuối. Trời, EXO vẫy tay với mình đó các bạn ơi. Đó là Baekhyun có nhìn mình lần cuối xong vẫy tay với mình đi. Và trời ơi, nhìn dễ thương cực kỳ luôn á. Với lại mình quên kể cho các bạn nghe, trời, Baekhyun có cái má gọi là má đào, dễ thương cực kỳ luôn các bạn ơi. Lần thứ hai mình gặp được Baekhyun đó là cái lần mình được có một cái vé VIP, gọi là cái vé dành cho các YouTuber đi vào bên trong để phỏng vấn các ca sĩ nổi tiếng đó. Thì rất là tiếc luôn, cái đợt đó mình nghe ông quản lý của mình kêu là phỏng vấn các ca sĩ xong hết rồi, cuối cùng mình sẽ phỏng vấn EXO nha. Mình kêu trời ơi, mừng quá, kiểu như cuối cùng sau mấy năm mà tôi chỉ biết nghe nhạc rồi chưa biết nhìn qua cái màn hình điện thoại, cuối cùng tôi có thể đến tận nơi mà gặp sát nhau, hai người nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau như thế này rồi. Và nếu mà được gặp một lần á, mình sẽ kêu là Baekhyun ơi, cho mình xin chữ ký, chụp hình với mình một tấm thôi cũng được đi. Nhưng mà đợt đó như quản lý của EXO khó quá, mặc dù lúc đầu thì quản lý của EXO đã ok rồi. Đến khi tụi mình đến tận cái cửa phòng chờ của EXO, mình nhìn được vào bên trong với các bạn nha, trời ơi, mấy trai nhà, trời ơi, đang đứng bên trong nườm nượp như hoa mùa xuân nở đấy các bạn. Chỉ cần vào một cái là bứt từng bông hoa ra, rồi sờ vài cái thôi. Mà tự nhiên ông quản lý của EXO từ chối, buồn dễ sợ buồn đó. Hình như là mình cảm nhận được cái ánh mắt của Baekhyun đang nhìn ra phía ngoài cửa như thế này. Nhưng mà hồi đó mình kiểu như là thôi bị từ chối rồi, quê quá, thôi đi về, trời ơi. Mà đứng ở ngoài mà tiếc ơi là tiếc luôn đó. Hy vọng là sau này mình sẽ cố gắng nổi tiếng chút xíu nè, rồi mình sẽ chăm chỉ làm YouTube hơn, và sẽ kiếm được nhiều cơ hội để gặp các idol K-pop để quay vlog cho các bạn xem nha. Và ok, vlog ngày mình đây là kết thúc rồi. Hy vọng là cái vlog này sẽ mang đến cho các bạn nhiều cái thiệt là vui, thiệt là bổ ích. Và đặc biệt là các bạn sẽ được ăn bánh gato, rồi các bạn ghen tị mình hay là ghét mình, kệ các bạn luôn đi. Nhưng mà đó là những cái chuyện mà mình thực sự mình đã gặp được và muốn chia sẻ cho các bạn nghe đó. Và vlog ngày hôm nay là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog ngày hôm nay nha. Bye bye các bạn.